Xin chào các bạn đến với khóa học thực hành Jira Agile cơ bản cho Project Manager. Ngày hôm nay, tiếp tục chuỗi khóa học, chúng ta sẽ cùng nhau đi cấu hình workflow cho bug và các loại worktype khác nhau trong Jira Project nhé. Trong bài trước, chúng ta đã cùng nhau làm việc với workflow và các bạn cũng đã biết cách thêm các trạng thái, update các transition giữa các trạng thái ở trong dự án của các bạn. Thì hôm nay, cùng tìm hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ define từng workflow cho các loại ticket worktype trong dự án nhé. Thì trong Jira ấy, chúng ta đang có các loại ticket worktype như là task, bug, user story hay issue. Thì với mỗi loại worktype chúng ta nên define một cái workflow tương ứng thì nó sẽ tốt hơn thay vì chúng ta sử dụng chung một cái workflow cho toàn bộ tất cả các loại worktype. Nếu chúng ta chỉ sử dụng một cấu hình workflow cho tất cả các loại worktype trong dự án ấy thì đôi khi sẽ mất khá nhiều thời gian hoặc gây nhầm lẫn cho việc update lại trạng thái của các ticket trong dự án của các bạn. Do đó, trong ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách add thêm một hoặc nhiều workflow cho các loại worktype trong dự án của các bạn nhé. Ok, chúng ta bắt đầu. Đây là Jira Project mà chúng ta đang làm việc này. Thì trong backlog, chúng ta có các kiểu dữ liệu như task này, story này và bug này. Thì với mỗi loại, tôi sẽ mở một ticket lên nhé. Là software simplify workflow cho chiến VS này. Ok, tương tự như phần story cũng là chiến VS nhá. Phần bug nhá. Chiến VS. Bạn thấy thì ở các trạng thái ở đây nó the same tại vì chúng ta dùng một cái workflow mà. Thì bây giờ tôi sẽ define một workflow riêng cho phần bug nhá. Sau đó chúng ta sẽ gắn workflow mới đó cho phần bug để quản lý. Vì phần bug ấy, tôi đánh giá là nó có khá nhiều trạng thái khác nữa để chúng ta quản lý và cập nhật nó. Thì chúng ta cùng tạo một custom workflow mới cho phần bug nhé. Tôi close lần lượt các tab khác đi này. Và sau đó tôi sẽ vào phần project setting. Tôi thử ấn workflow nhé. Các bạn thấy chúng ta hiện tại chỉ có một workflow ở đây thôi. Là cái software simplify cho chiến VS nhé. Ok, tôi sẽ đi thêm mới một workflow khác. Click vào setting này. Issue này. Tôi vào workflow. Chiến VS này. Tôi sẽ copy. For bug. Ok. Copy. Và sau khi copy xong ấy thì cái workflow của tôi sẽ ở trạng thái inactive. Thì khi ở trạng thái inactive ấy, thì tôi thoải mái có thể update thêm sửa xóa các trạng thái add transition như bài trước chúng ta đã cùng làm nhé. Thì ở đây ấy, trong ngày hôm nay tôi sẽ add thêm hai cái trạng thái mới nữa. Một cái là reopen và hai là resolve. Trong trường hợp ấy, khi tôi testing bug mà bug đó chưa được fix hoàn toàn hay có issue tiềm ẩn thì tôi sẽ reopen lại ticket. Ok, tôi sẽ add nhé. Click vào nút add status. Sau đó, trong phần drop down đấy, tôi sẽ lựa chọn là reopen. Và một cái nữa là cái resolve. Mặc định ý, thì trạng thái reopen và resolve đã được khởi tạo trong quá trình chúng ta khởi tạo dự án nhé. Còn nếu bạn muốn add thêm qua trạng thái khác ấy, không tồn tại trong phần có sẵn của Jira project của các bạn ấy, thì các bạn có thể tạo mới. Cách thức tạo mới thì các bạn đã biết ở trong bài trước rồi. Tôi sẽ không nói lại nữa. Tôi sẽ xóa cái transition từ phần in progress sang done đi nhé. Để tôi cập nhật lại cho chính xác. Sau khi ticket được coding hoàn thành thì tôi sẽ để nó sẽ trạng thái là resolve. Resolve. Add. Và nếu trong quá trình resolve ấy thì tôi đi thực hiện testing. Nếu testing mà có issue thì tôi sẽ đẩy ngược về là in progress. Còn ngược lại tôi sẽ để là done. Reopen. Ngược lại thì là done. Done. Và khi ở reopen rồi thì tôi có thể chuyển ngược trạng thái thành in progress.
phần xếp data, xếp lại. Ok, tôi thay đổi tí cho nó nhìn nó đẹp. Show cái transition label lên nhé, cho nó dễ hiểu. Ok, sau đó workflow cho phần bug ấy đã được xếp rồi. Tuy nhiên, trạng thái vẫn ở inactive. Chúng ta back lại phần workflow nhé. Bạn để ý, hiện tại chúng ta chỉ có một workflow đang ở trạng thái active và các workflow khác thì đang ở cái tab là inactive workflows. Ở đây chúng ta sẽ có là workflow cho bug đây này. Ở đây, for bug đây. Ok. Và sau đó tôi sẽ back lại phần project. Trong phần project tôi lại vào project setting. Sau đó trở lại phần workflows. Tiếp đến ở trên top menu chúng ta sẽ có phần add workflows. Tôi sẽ click vào nút add existing. Và sau đó bạn nhìn vào danh sách bên trái, chúng ta sẽ có vào chiến VS Format nhé. Tôi sẽ click vào nút Next. Sau đó ở phần Assign Issue Types tôi sẽ lựa chọn là Bug, chỉ Bug thôi. Finish. Sau đó tôi click vào nút Publish. Bước tiếp theo chúng ta sẽ click vào nút Associate ấy để chuyển đổi cho tất cả các bug sang workflow mới. Ok, click vào nút Acknowledge nhé. Bạn để ý, lúc này trong phần Workflows của dự án chúng ta đã có thêm một workflow mới là For Bug nhé. Mình back lại về phần Backlog. Tương tự như lúc trước, tôi sẽ mở từng loại ticket. Ticket về Task này, Story này và Bug. Thì chúng ta sẽ check lại phần Workflow nhé. Workflow của phần Task thì vẫn là cái chiến VS thôi. Của phần story thì vẫn là chiến VS, của phần bug thì workflow là for bug. Ok, chúng ta sẽ thử update trạng thái của ticket là bug này xem sao. To do này sang in progress này thì có hai trạng thái là resolve hoặc block. Resolve này, và sau đó sang là reopen này. Reopen thì sang in progress này, và back lại result này và có thể done. Ok, sau khi bạn kết thúc bài giảng ngày hôm nay, bạn đã biết cách tạo thêm một workflow mới cho phần issue là bug. Bạn có thể làm tương tự như vậy để define thêm các custom workflow khác cho các loại work type khác trong dự án của các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài giảng sau. Bye bye.